xuất hiện trong 24 tập trước tiên của phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa, hero lũ do Hứa Minh Đạt thủ vai gây ấn tượng mạnh với người theo dõi. Không phải là hero giàu có, sanh chảnh hay đập trai khiến ai cũng ngước nhìn, lũ qua diễn xuất của Hứa Minh Đạt hiện lên với hình ảnh khắc khổ, lương thiện và chân tình đến tận lúc anh nhắm mắt xuôi tay. Ngày lũ mất, người theo dõi của Tiếng Sét Trong Mưa đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt yêu quý xót cho một phận người đau yêu quý, bế tắc hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Hiểm Lê Bê La và Thị Bình Nhật Kim Anh. Đâu đó trong ánh mắt của lũ, người theo dõi bắt gặp hình ảnh người cha, người chồng thậm chí là người anh trai quanh mình. Người như lũ, tiện lợi bắt gặp tai họa, rồi sau cùng phải chôn chặt nỗi niềm nơi đất sâu giá bước giá. Vì yêu mà chết nhưng chưa bao giờ hối tiếc là đã yêu quý em. Năm đó Thị Bình là cô gái 18 tuổi xinh xắn, ngây thơ, nhưng từ lành như một chú nai quà ngơ ngác. Bình bước đến cuộc đời lũ một cách nhẹ nhàng, giống cái cách cô mỉm mỉm cười rạng rỡ và gọi tên, anh lũ. Năm đó lũ yêu Thị Bình nhiều hơn cả mạng sống của mình. Lúc cô bị ngờ vực chữa quan, chính lũ đứng ra bảo vệ, chở che. Thậm chí, vào thời điểm Thị Bình suýt bị dìm xuống giếng, lũ cũng chẳng sợ hãi ngần lao theo cứu giúp. Nhưng tạo hóa chỉ giỏi trêu người, lũ yêu quý Bình thật lòng thật dạ, đáng tiếc anh chẳng phải giai nam chính trong cuộc đời cô. Chàng trai cứu giúp Bình thoát chết gọi tên cậu ba Khải Duy, lũ tuy có chân tình nhưng chỉ mãi là người đến sau. Năm đó, Bình và lũ cùng lớn lên, buồn một lẽ cô luôn xem lũ như anh trai, chưa một lần dành cho anh thứ tình cảm trai gái thông tầm thường. Lũ chỉ có thể đứng thanh lịch một bên, nuốt nước mắt vào lòng và nhìn Thị Bình đến với cậu ba. Cũng là năm đó, lũ vui như một đứa trẻ lúc Bình sinh đại trượng phu đầu lòng. Anh tận tình lo từng chút một, ra tay chặn lại thủ đoạn hãm hại Bình từ Hiểm và Mợ Hai Sáng. Thậm chí, đến lúc thấy Hiểm giận dữ trang phục cho em nhỏ xíu một cách sơ sài, lũ còn nổi giận với cô. Anh chăm đứa trẻ như chăm con của chính mình đẻ ra. Người đại trượng phu yêu quý Bình vô điều khiếu nại như lũ, ngoài cậu ba ra còn có mấy ai. Chỉ đáng tiếc cái tình cảm đó đã hại lũ rơi vào cảnh thảm yêu quý. Lũ vì yêu Bình mà tồn tại, và cũng vì yêu Bình nên mới từ giã cõi đời. Lũ để cho Hiểm và Hai Sáng biết chuyện mình yêu quý Bình đó là cái sai lớn nhất cuộc đời anh. Bởi lẽ cả Hiểm lẫn Mợ Hai đều thích lũ. Hiểm yêu quý anh vì sự nhân từ lành, chất phát, còn Hai Sáng mê đắm do mến mộ sự cường tráng tuổi đôi mươi. Cả đời lũ chẳng làm hại ai, chỉ đáng tiếc anh đã yêu sai người. Bị cưỡng bức, bị chà đạp, bị tấn công đập cũng chỉ là nỗi đau thể xác. Cái khiến anh tuyệt vọng, bị yêu quý nhất chính là ánh mắt đau đớn và tiếng gian nài, anh lũ ơi giúp em của Thị Bình. Lũ không thể ngồi nhìn Thị Bình bị cướp mất đại trượng phu, anh lại càng chẳng nỡ chứng kiến cô bị du gian là lăng loàn, trắc bết. Và từ cái sự không nỡ lòng ấy, lũ bước vào giai đoạn thảm kịch mới của cuộc đời, đó là cùng Thị Bình trốn chạy rồi bị cậu ba Khải Duy bắt về hành hạ. Vào thời điểm cậu ba đòi hỏi lũ khai ra nơi Thị Bình đang ở, anh nhất mực không làm. Chẳng phải lũ sợ hãi cường quyền đâu, ấy là anh đang dùng chút hơi tàn để nỗ lực níu giữ người con gái mình yêu quý. Lũ lo nếu cậu ba tìm được Thị Bình, rồi hai người sum vầy thì làm gì anh còn cơ hội đến với em Bình nữa. Lũ cố chấp bảo vệ tình yêu nhưng chẳng biết rằng sự ngoan cố ấy đẩy anh đến chỗ chết. Buổi chiều hôm đó, lũ bị Khải Duy tấn công đến mức bất tỉnh. Đến tối cùng ngày, anh đuối sức, mất máu quá nhiều rồi ra đi. Xem cảnh lũ trút hơi thở sau cùng, người theo dõi bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu gian trái trong cuộc đời lũ đã khép lại bằng những lời tuyệt mệnh dành cho em Bình. Nhưng lũ lại chưa bao giờ hối hận gì đã yêu quý cô. Bởi với anh, chẳng có người con gái nào thiện lương, trong sáng sủa và dễ thương hơn Bình cả. Đâu đó trong ánh mắt của lũ, người theo dõi bắt gặp hình ảnh người cha, người chồng thậm chí là người anh trai quanh mình. Người như lũ, tiện lợi bắt gặp tai họa, rồi sau cùng phải chôn chặt nỗi niềm nơi đất sâu giá bước giá. Ngoài đời thực có hai con kháo khỉnh, lấy vợ là sao nữ nổi danh bậc nhất buôn bản hài. Ở Tiếng Sét Trong Mưa, lũ Hứa Minh Đạt khiến fan khóc nghẹn thì yêu quý xót, nhưng ngoài đời thực, anh luôn là hero mang tiếng mỉm cười đến với mọi nhà. Hứa Minh Đạt nổi danh với những vai diễn hài hước trên sân khấu kịch, các chương trình truyền hình và cả series phim Thập Tam Muội, Di Cá Tiền Truyện, Thập Tứ Cô Nương.
Trong vòng 3 năm quay về đây, Hứa Minh Đạt được nhắc đến thỉnh thoảng, vợ anh Lâm Dạ Dục sáng sủa như một trong những ngôi sao buôn bản hài nổi danh nhất. Vì cả vợ chồng cùng gây xem xét nên cuộc sống gia đình hai người cũng được dồ cập từng ly từng tí. Hứa Minh Đạt 1982, Lâm Dạ 1989, từng học tầm thường trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi nên duyên vợ chồng vào năm 2010 khi cả hai đều chưa nhiều người biết đến. Một điều lôi cuốn là trước khi cưới nhau, Lâm Dạ từng là fan của Hứa Minh Đạt. Thời ấy, Hứa Minh Đạt được xem như ghép chánh của sân khấu kịch, poster có hình ảnh của anh được treo trên đường làm Lâm Dạ phải để ý. Thú vị hơn, giai đoạn này Lâm Dạ đang yêu anh Đức. Khi cùng anh Đức đi qua con phố có treo hình Hứa Minh Đạt, Lâm Dạ đã ngước nhìn lên và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thế mà mấy năm sau, Lâm Dạ Hứa Minh Đạt lại về tầm thường một nhà, âu cũng là duyên số mà ông Tư Bà Nguyệt đã xe cho. Thế nên mới nói, fan tiếng sét trong mưa đừng quá nặng trĩu lòng, Hứa Minh Đạt chỉ đau đớn trên phim thôi, ngoài đời thực, anh cũng là người may mắn có vợ nhân từ lành, xinh đẹp, giỏi giang. Ngót nghét 9 năm bên nhau, Lâm Dạ Hứa Minh Đạt đã có hai nhỏ xíu trai xinh xắn, kháo khỉnh. Vợ chồng anh cũng tầm thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các dự án phim hay chương trình truyền hình. Có thời điểm, vì sợ hãi tế khó khăn, Hứa Minh Đạt Lâm Dạ đã sống khá khổ cực. Thương chồng gánh vác sợ hãi tế nặng trĩu nề, Lâm Dạ còn bế con 3 tháng tuổi đến sân khấu diễn kịch. Thấy vợ run sợ chuyện tiền nong, Hứa Minh Đạt rất buồn. Anh có cảm giác tủi thân vì chưa thể run sợ trọn vẹn cho gia đình. Khi nhỏ xíu đầu 3 tháng tuổi, tôi bế con đi diễn, phải gửi con ở phòng giá nhờ anh nhân viên thân quen trông giúp. Lúc đó, anh Đạt biết chuyện lại buồn, không an tâm làm việc. Hiểu ý chồng, tôi dừng hẳn công việc toàn tâm để mắt gia đình Lâm Dạ kể. Nói về người vợ Tào Khang của mình, Hứa Minh Đạt bộc bạch, tôi yêu Dạ vì cô ấy sống tình cảm. Cái miệng lanh chanh đi trước nhưng là người cảm xúc dạt dào. Từ khi còn chưa nhiều người biết đến, cô ấy đã làm nhiều việc từ thiện. Chẳng hạn, đi ngoài đường, thấy bà già bán một mâm bánh uống giữa trời mưa gió, Dạ sẽ mua tất cả và mang về đưa cho hàng xóm. Cuộc sống của gia đình tôi yên ổn. Khi Lâm Dạ nổi lên nhanh chóng, có nhiều ý kiến cho rằng anh Lũ bị vợ lấn át. Dẫu vậy, cũng giống như cách hành xử nhẹ nhàng trên phim, Hứa Minh Đạt khẳng định anh nể người thiếu phụ của đời mình. Trải qua 9 năm làm vợ chồng, cùng bắt tay vượt qua muôn trùng sóng gió, chẳng dễ gì lại vì dăm ba lời đồn đoán mà buồn từ nhau. Anh Lũ vẫn cứ tình cảm như thế, dẫu là trên phim hay ngoài đời thực thì luôn dành cho người con gái mình yêu quý sự chân thành, thấu hiểu. Thì thôi đã đành khép lại một chương đau lòng của kiếp ở đợ, yêu mà chẳng dám nói, ra đi tiếng sét trong mưa, Hứa Minh Đạt vẫn miệt mài viết tiếp câu chuyện hôn nhân có vui buồn ngọt đắng nhưng luôn đầy ắt tiếng mỉm cười của mình.